Chuyện như vậy mà nó không hề trách con nhỏ đó lên một câu nào hết. Mẹ phải làm sao đây hả Quỳnh? Còn làm cái gì nữa? Hà phải chiến đấu tới cùng chứ. Trời ơi, tôi nghe bà nói mà cái cục tức tôi nó trào lên đây, bây giờ tôi nuốt xuống tôi tức cái lồng ngực quá nè. Bình tĩnh đi, ông la lớn thì giải quyết được vấn đề gì đâu. Sao vậy? Cái gì vậy? Ông làm cái gì kỳ vậy? Tôi làm gì không đúng hả? Ông bị điên rồi. Ừ, tôi bị điên nè. Tôi điên là Hà điên. Từ ngày em quen với ổng em có hạnh phúc được ngày nào không? Thấy toàn là đau khổ. Làm đàn ông mà không biết chống lại gia đình mình, bảo vệ người mình yêu, vậy mà nói là đàn ông yêu thương người ta. Đừng có nói gì là tôi đẩy nha. Muốn đập tay chân. Trời ơi đi trời. Anh làm cái gì mà dùng vũ lực ở đây vậy? Em biết là anh quan tâm em, nhưng mà đừng có dùng vũ lực được không? Bây giờ cái này là chuyện riêng của em. Mà đã là chuyện riêng á thì anh đừng có quan tâm tới nữa. Biết bao kỷ niệm vẫn gói tròn.